Cause I love you my boy, you inside of my boy. Chẳng muốn nói dối, trái tim em giờ đang rối bời. Cause I love you my boy, you inside of my boy. Nhắm mắt để thấy có anh nơi nào nơi đó thiên đàng. Chỉ 10 phút ban đầu, con tim anh rối bời. Khi thấy anh em biết em đã yêu. Chỉ 10 phút ban đầu, ánh mắt ấy khẽ nhìn hãy nói với em anh chưa thuộc về ai. Love you, love you, love you. Đừng vội vàng chuôn tránh em. Love you, love you, love you. Yêu em này chàng trai ngoan. Want you, want you, want you. Ngọt ngào nụ hôn của anh. Want you, want you, want you. Dậy trong vòng tay, cause I love you my boy. Yêu anh say đắm mơ bờ. Chẳng muốn nói dối, trái tim em giờ đang rối bời. Cause I love you my boy. Yêu anh say đắm mơ bờ. Nhắm mắt đi thấy có anh nơi nào nơi đó thiên đàng. Love you my boy. Yêu anh say đắm mơ bờ. Chẳng muốn nói dối, trái tim em giờ đang rối bời. Cause I love you my boy. Yêu anh say đắm mơ bờ. Nhắm mắt đi thấy có anh nơi nào nơi đó thiên đàng. Đâu đẹp trai muốn xỉu nè. Lại đây em biểu nè. Ngồi đây làm cái kiểu rồi ta cùng nhau tìm hiểu nha. Anh đã có người yêu chưa? Tới chứ hay dán dừa. Chưa có đi đâu chưa? Hay cùng em ta đi uống dừa. Dạ biết anh không ưa nhưng mà em vẫn phải hỏi thừa. Ta gặp nhau mới vừa, anh đã thích em chưa? Love you, love you, love you. Đừng vội vàng chôn tránh em. Love you, love you, love you. Yêu em này chàng trai ngoan. Want you, want you, want you. Ngọt ngào nụ hôn của anh. Want you, want you. Say trong vòng tay, cause I love you my boy. Yêu anh say đắm mà boy. Chẳng muốn nói dối, trái tim em giờ đang rối bời. Cause I love you my boy. Yêu anh say đắm mà boy. Nhắm mắt để thấy có anh nơi nào nơi đó thiên đàng. Love you my boy. Yêu anh say đắm mà boy. Chẳng muốn nói dối, trái tim em giờ đang rối bời. Cause I love you my boy. Yêu anh say đắm mà bồi. Nhắm mắt để thấy có anh nơi nào nơi đó thiên đàng. Leave me your girl I see. Nobody can set you free. Lại đây mình cùng tâm tình. Em thứ sẽ không để anh một mình. Em chỉ muốn nói xa đằng hey. Và em sẽ nói chua hey. Nắm tay tôi sẽ đưa nhau về. Nếu anh nhận lời thì hãy nói ok. Love you my boy. Yêu anh say đắm mà bồi. Chẳng muốn nói dối. Love you my boy. Và đó là ca khúc Love You Want You. Và khách mời đặc biệt của chúng ta chương trình hôm nay là nhóm Lippy. Và đó là một lời chào sân rất sôi động và được phối acoustic chỉ duy nhất trên chương trình Studio Saturday Radio, được phát trên King Live mà thôi. Và xin giới thiệu đồng hành với chương trình ngày hôm nay là tôi, VJ Trí Thuận. Bên cạnh đó là anh guitar Lạc Thái. À, anh Thái Lạc mới đúng chứ. Và bên cạnh đó là anh trống Cazon Đức Toàn. Ngày hôm nay Thuận rất là vui khi mà được đồng hành với lại nhóm nhạc Lippy. Phải nói là từ năm ngoái rồi năm nay gặp lại Lippy vẫn trẻ trung và xinh đẹp, cho nên tôi gọi các bạn một cái tên rất là dễ thương là em gái V-pop hoặc là em gái quốc dân. Các bạn thích nickname này không ạ? Dạ thích ạ. Dạ em cảm ơn anh ạ. Thuận thấy là thông thường các nhóm nhạc họ sẽ có một cái khẩu hiệu cũng như là một lời chào tương đồng với nhau, chung với nhau. Thì Lippy mình sẽ cùng nhau thể hiện điều này nha. Chào các bạn khán giả cũng như giới thiệu từng thành viên của nhóm mình. Xin mời các bạn. Lippy, you're gonna see, nobody can set you free. Lại đây mình cùng tan tình. Rồi mình giới thiệu từng thành viên đi ạ. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Annie, em là nhóm trưởng của Lippy đồng thời cũng là hát chính của nhóm ạ. Xin chào tất cả mọi người, mình là
Now One và chị cả của nhóm Lippy ạ. Dạ, xin chào tất cả mọi người, mình là Yori, mình là hát chính trong nhóm, cũng là em út của nhóm. Xin chào tất cả mọi người, mình là May, mình là rapper của nhóm. Rồi, xin chào các bạn, và bây giờ điều đầu tiên, thông lệ của chương trình là sao ạ? Các bạn hãy cầm điện thoại trên tay và chúng ta sẽ cùng nhau share chương trình trên trang Facebook cá nhân của mình. Mình chỉ cần đăng nhập, các bạn đang theo dõi chương trình mình cũng làm theo như vậy luôn nha. Mình sẽ đăng nhập vào trang Facebook, mình search vào tìm kiếm King Live thì mình sẽ thấy được chương trình Saturday Radio, và sau đó chúng ta sẽ share trên Facebook cá nhân của mình nha. Đâu, để thường xem Annie đã share chưa? Đúng rồi. Ấn vào nút chia sẻ. Rồi, các thành viên còn lại cũng làm như vậy luôn nha. Đâu, mình thử cùng nhau đồng loạt đưa cho tất cả mọi người đang theo dõi chương trình xem nè. Đây, Thuận đã share rồi nha. Hiện tại bây giờ là 1127 lượt theo dõi. Các bạn fan của Lippy là Nami đúng không? Dạ. Các bạn Nami ơi, đang theo dõi chương trình thì cùng với Chí Thuận cũng như Lippy share chương trình nha. Ngày hôm nay thì các cô gái đã mở màn cho chúng ta với một cái giai điệu rất là sôi động. Thì tin chắc rằng các bạn cũng sẽ mang không khí sôi động đó đến chương trình Radio Saturday của chúng ta đúng không nào? Và Vương được cười dễ thương. Nào anh có vẻ chưa xe được hả? Hay là anh đi hỗ trợ? Rồi cho Thượng hỏi luôn nha. Ngày hôm nay khi mà các bạn tham dự chương trình này á, thì cảm nhận của các bạn như thế nào? Khi được mời đến đây tham gia chương trình. Dạ, cũng lâu rồi tụi em mới có dịp để mà có thể livestream để nói chuyện với tất cả mọi người, cho nên là cũng thấy hơi run tí xíu. Hy vọng là mọi người sẽ thả tim thật là nhiều để cho Lippy đỡ run mà. Thực ra thì bên cạnh mọi người thả tim á, thì chương trình cũng sẽ có những câu hỏi rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương. Và chắc chắn là các bạn Nami cũng sẽ có những cái thử thách cũng rất là đáng yêu trong ngặt kép để mà gửi tặng cho Lippy. Các bạn chuẩn bị tinh thần chưa nào? Anh ơi, cái nhẹ nhàng của anh cũng trong ngặt kép luôn phải không ạ? Đúng rồi, cũng trong ngặt kép vậy luôn á. Thì như vậy nó mới thú vị đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi, khách mời đến với chương trình Saturday Radio thì lúc nào cũng phải chơi hết mình. Chắc dạ, là Lippy cũng sẽ như vậy đúng không nào? Dạ vâng ạ, tụi em sẵn sàng rồi ạ. Tụi em hứa sẽ không để anh một mình mà. Chắc chắn là hôm nay không có một mình rồi. Bởi vì bên cạnh bốn cô gái xinh đẹp như thế này thì lúc nãy ca khúc mà Love You One You á, có một cái đại là Saranghae. Rất là dễ thương. Nếu như mà một trong bốn cô gái này mà Saranghae với Chí Thuận chắc là rụng tim. Wow. Chị Na Wan, chắc chắn là chị Na Wan rồi. Chị Na Wan nè. Bây giờ mình cùng nhau làm lại cái đoạn đó dễ thương để mình gửi tặng đến các bạn Nami và những người theo chương trình nha. 2, 3. Em chỉ muốn nói Saranghae và em sẽ nói Choahae. Cùng đứng tay tôi sẽ đưa nhau về. Nếu Nami nhận lời thì hãy nói OK. Rồi còn OK rồi đó. Nami chắc cũng OK đúng không các bạn? Đâu để xem coi. Mọi người cũng OK rất là nhiều luôn nè. Dễ thương quá. Và cho Thuận hỏi luôn nha. Các bạn á, khi mà mọi người nói về nhóm Lippy thì các bạn nghĩ rằng mọi người sẽ nói về điều gì? Nói về những cô gái này. Chắc là những cô gái tăng động quá anh. Còn gì nữa không? Với lại tụi em mới có thêm biệt danh mới là Lip Lầy ạ. Lip Lầy. Nào qua đứt nói nè. Theo em thì mọi người khi mà nói về Lippy thì mọi người sẽ nghĩ đến những cô gái như thế nào? Những đàn ông thôi chứ không phải cô gái đâu. Những chàng trai. Những chàng trai hả? Những chàng trai không có cơ bắp. bởi vậy mới có ca khúc số nhỏ đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà riêng thì riêng Thuận cảm nhận á, thì thấy các bạn rất là xì tim. Theo ngôn ngữ tin đúng là xì tim luôn. Dạ. Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay của chúng ta cũng là chủ đề tuổi xì tin, đúng rồi. Tuổi xì tin cho nên là mời một nhóm nhạc chất như Lippy là quá phù hợp rồi đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Em cảm ơn anh. Rồi các bạn, Lippy thân mến, ngày hôm nay khi đến với chương trình thì chắc chắn là các bạn sẽ có thêm một ca khúc nào đó để gửi tặng đến khán giả đang theo dõi đúng không? Dạ vâng ạ. Bởi vì chương trình của mình chủ yếu là các bạn mang đến những ca khúc và được phối với acoustic nhẹ nhàng. Bây giờ Lippy mình chọn một ca khúc đi. OK, bây giờ Lippy sẽ gửi tặng cho các bạn một ca khúc sẽ được. Cha cha. Nghe có đã đuổi xì tim rồi nha. Quen lắm luôn nè. Em bấm nhầm. Rồi bây giờ các bạn chọn được bài chưa? Dạ không, để các bạn chờ lâu thì Lippy sẽ gửi tặng cho các bạn một ca khúc của nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng, ca khúc được mang tên Số nhỏ. Nhỏ. Hát đi cho đỡ nhỏ. OK. Let's go.
rõ. Thật lòng em chỉ muốn nói với anh rằng, này anh thật xinh trai, người thật là manly. Oh baby you make me crazy. Dù khi gặp anh ngồi thôi chẳng thể nào nên câu, vì người chỉ cảm cuối với chiếc smartphone. Người ngồi ngồi Facebook rồi đang xịt ta thuốc. Oh baby, còn em thì sao? Đành thôi say goodbye, dù người đẹp trai cũng bye bye. Baby you know, người yêu của anh là chiếc smartphone. Hey, nói em suốt đêm. Vậy mà người trai khen nói thế. Baby you know, hãy ôm và ngủ với chiếc smartphone. Hẹn anh trên Zalo, thấy anh chạy ô tô. Em cũng thấy thích thích thích, nhưng em chỉ sợ là em phô. Nào ngờ anh ngỏ lời làm con tim em rối bời. Ôi trời ơi trái đẹp 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 chi mà đẹp quá vậy. Nào ngờ không phải vậy, khi tới gặp em anh làm bậy. Anh để em bơ vơ chỉ một mình tóc tôi em bơ phờ. Tưởng gặp được mánh lớn, ai ngờ gặp hàng này thấy ớ. Sao số em nhỏ 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 chi mà nhỏ quá vậy. Dù người đẹp trai cũng bye bye. Hey yeah yeah, baby you know, từ nay là chị em tốt của nhau. Chị em tốt nha anh. Hẹn hò em suốt đêm, vậy mà người chẳng hề nói thế. Hey yeah yeah, baby you know, từ nay là chị em tốt của nhau. Là chị em tốt của nhau. Hey. La 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 la, số nhỏ số nhỏ. Năm nay 22, nhưng em hơi lo lắng cho tương lai. Em tuy không mê trai, nhưng lâu lâu em cũng muốn có tình dắt dai. Điện nước em cũng đủ dài, mà sao em cứ ế dài dài. Số trời đã an bài, tí thôi em học đi. Đừng thấy say quán bài. Dù người đẹp trai cũng bye bye. Bye bye bye, bye, bye. Baby you know, từ nay sẽ chẳng tìm kiếm nữa đâu. Chẳng tìm kiếm nữa đâu. Tìm người yêu khó ghê. Vậy thì từ nay forever alone, forever alone. Baby you know, từ nay sẽ chẳng tìm kiếm nữa đâu. Sẽ chẳng tìm kiếm nữa đâu. Hey, hey. Ooh la 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 la, số nhỏ số nhỏ. Ooh la 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 la, số nhỏ nhỏ. Ooh la 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 la, số nhỏ số nhỏ. Ooh, số nhỏ nhỏ nhỏ. Hey, số nhỏ, let's go. Em năm nay 22, nhưng em hơi lo lắng cho tương. Không mê trai, nhưng lâu lâu em cũng muốn có tình dắt dai. Đi nước em cũng đủ dài, mà sao em cứ ế dài dài. Số trời đã an bài, thì thôi em không có than hoài. Nếu như lúc nãy á, nhiệt độ là 80 độ thì bây giờ nó lên tới 90 độ C trong khán phòng này luôn rồi. Nóng quá luôn em rồi. Em biết vì sao nè. Vì sao? Nhiều đèn quá anh. Không, không phải nhiều đèn. Tại vì các em quá hot, hát quá hay. Dạ, thực sự quá hay luôn. Cảm ơn anh. Mọi người nghĩ sao mọi người? À, và mọi người đang theo dõi chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau share, like và thả tim cho các cô nàng dễ thương Libby, em gái quốc dân của chúng ta ngày hôm nay. Theo như chúng ta được biết thì Libby là gà cưng của chị Đông Nhi đúng không? Dạ. Không biết giờ này chị Đông Nhi thức dậy chưa ha? Dạ hiện tại thì chị Đông Nhi đang ở bên Đài Loan ạ. Ở bên Đài Loan. Bây giờ mình có cách nào để mà liên lạc với chị Đông Nhi? Mình dùng chiêu trò sao mà để chị Đông Nhi theo dõi live stream và share lên luôn được không? Không biết chị Đông thử Nhi đi. Có online không ta? Không biết chị. Bây giờ các luôn bạn luôn. Một bạn nào đó mình thử mình liên lạc với chị Đông Nhi đi ha. Trong lúc mà đợi mà người liên lạc với chị Đông Nhi á. Thì dạ chị Na Oanh đang làm nhiệm vụ anh. À Na Oanh làm nhiệm vụ đúng không? Rồi hỏi những cô gái còn lại nha. Hỏi những cô gái còn lại nha. Dạ ok. Trong ca khúc á thì Thuận nghe rất là nhiều lần luôn. Tuy em không mê trai nhưng lâu lâu em muốn có một mảnh tình dắt dai. Thế thì hỏi trong đây có cô gái nào đã có mảnh tình dắt dai chưa? Để cho dù anh có lỡ ôm mộng thì sao anh từ bỏ luôn. Dạ
Dạ, có rồi nhưng mà dắt xong rớt rồi anh. Nó không nằm trên vai nữa, rớt rồi. Vậy là chưa có mảnh tình nào dắt vai luôn hả? Không, thật ra thì trong nhóm có hai có hai người đã kết nối với nhau được rồi anh. Hai người đã có cặp bến rồi. Khoa đã có chậu. Vậy là hai người là ai với ai mà tiện nói luôn không? Nhưng mà hôm nay hai người bị chia cắt rồi. Em ngại quá, anh đừng hỏi nữa, em ngại. Em đó là bạn Annie với Yuri đó. Nói đừng nói. Ngay lúc đầu anh chuẩn bị cũng nhóm luôn đúng không? Chia cắt bình yên, nãy giờ buồn xẻo. Thông báo với các bạn nha, là anh Đỗ Hiếu đang xem live stream của chúng ta. Wow. Và các bạn có muốn nhắn nhủ gì tới anh Đỗ Hiếu không? Hello anh Hiếu. Anh Hiếu ơi, anh Hiếu ơi. Anh Hiếu cứu tụi em với. Anh Hiếu ơi, nếu mà anh Đỗ Hiếu có đang xem chương trình đó thì thôi mình ráng xem đến cuối chương trình luôn nha. Và đừng quên hỗ trợ cho Thuận bằng cách là comment những cái thử thách độc lạ lạ khó khó để cho làm khó các bạn Lippy của chúng ta. Mà có thử thách nào làm khó các bạn chưa? Chắc chưa. Trời, chết, nói câu đó là chết. Chưa đúng không? Chưa có thử thách nào làm khó các bạn đúng không? Rồi bây giờ các bạn đang theo dõi chương trình, nếu như mà đủ 100 lượt share thì chứ Thuận sẽ nghĩ ra một thử thách rất là khó, đảm bảo khó luôn. Hoặc là bạn nào có thử thách khó thì mình sẽ bình luận ở phía dưới này luôn nha, để Thuận đếm xem đã bao nhiêu lượt share rồi. Kiên like hãy cập nhật cho Thuận xem là bao nhiêu lượt share rồi nha. Các bạn tiếp tục share nha các bạn, thả tim nha. Bắn tim, bắn rồi, tim mọi người, bắn tim. 98 lượt, 99 lượt share, 100 lượt share. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn em. Cảm ơn mọi người, có nghĩa là đồng nghĩa với việc là tụi em sẽ làm một thử thách của anh đặt ra. Rồi. Thường đó thì là mình đã nghe nhiều ca khúc trẻ trung, sôi động của Lippy rồi. Phong cách rất là EDM điện tử đúng không? Và bây giờ mình sẽ thử một Lippy hoàn toàn khác và chỉ duy nhất tại chương trình Saturday Radio thôi. Là các bạn sẽ hát một ca khúc nào đó của nhóm mình mà mình sẽ hát theo kiểu bolero hoặc là kiểu cải lương gì đó. Đành thôi say goodbye. Dù người đẹp trai cũng bye bye ai ai. Sao ngắn vậy? Đang nghe feel theo rồi chứ. Em đang suy nghĩ. Hát tiếp sao? Anh ơi anh à được không? Bài mới của các bạn á. Mình hát được kiểu bolero gì đó. Để Yuri bắt nhịp nè, Yuri rành. Này chàng trai ơi, hãy cố lên nào. Đừng dừng lại anh nhé, vì em đã thích anh từ lâu. Chẳng phải là em tha thính đâu chàng, chỉ là một thử thách để em tìm cảm giác an toàn. Vì vậy hãy cố lên anh ơi. Chết rồi. Với cái lời nhắn đủ cố lên anh nào đúng nhắn cho Thuận luôn. Kiểu này thấy ngày hôm nay là mình bị có vẻ như là khách mời đàn áp quá rồi. Cho nên là các bạn Nami đang theo dõi chương trình đó, ủng hộ Thuận đi bằng cách là mình phải bình luận nhiều hơn nữa những thử thách khó hơn đi. Các cô gái này là quá là đúng nghĩa là líp lầy luôn á. Anh ơi, thử thách nào cũng làm được hết. MC đặt thử thách cho Lippy, vậy Lippy có thể đặt thử thách lại cho MC không ạ? Cái này thực ra cái này không có nằm trong kịch bản của chương trình, không có nằm trong đường dây, cho nên là tại sao MC lại được ưu ái như thế? Tại vì MC là chủ nhà đúng không? Chủ nhà mời khách mời đến, cho nên là chủ nhà có quyền đúng không các em? Ôi cô Yuri nhẹ nhàng quá. Nếu như mà muốn thử thách MC thì phải có một cái trò chơi gì đó mà thắng được MC thì mới thử thách được. Wow. Không biết là các bạn Nam Mi có đồng tình để cho Lippy thi chung với lại anh MC không ta? Thôi nói chung là khó quá, cho qua đi. Rồi các bạn ơi, tiếp tục chúng ta tiếp tục like, share và chia sẻ chương trình với lại khán giả. Bây giờ quay trở lại nè, Na Oanh liên lạc với chị Đông Nhi được chưa? Dạ chưa. Chị thấy chị online 15 phút trước thôi anh, chắc là bây giờ chị làm việc rồi. Rồi bây giờ mình có thể... Bây giờ Đông Nhi không được thì nhóm mình thân với ai hơn? Anh Hiếu. Anh Hiếu và anh Năng. Anh Hiếu đang xem rồi. Dạ anh Năng. Anh Năng hả? Dạ. Rồi bây giờ thử làm sao mà mời anh Năng xem đoạn live stream này đi. Gọi anh Năng. Gọi đi thôi. Liên lạc với anh Năng sao mà cho đối tượng thấy được là anh Năng đang theo dõi đoạn live stream này. Gọi Facebook với chị nào. Chị gọi thử đi. Trời. Chị Nhi. Gọi chị Nhi luôn anh. Gọi thử chị Nhi. Gọi thử chị Nhi một lần nha. Hy vọng Đông Nhi sẽ nghe máy.
chị Nhi không ạ? Ờ, chị Nhi đang quay rồi, có gì không em? Ồ, tại vì tụi em đang tham gia livestream King Live Saturday mà muốn nhờ chị Nhi để share bài livestream của chương trình. Ờ, ok. Dạ. Ok, cô share bài livestream thôi đúng không? Dạ. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Bye bye chị. Ok. Bye bye chị. Ok. Rồi. Rồi chắc là chị Nhi ít phút nữa sẽ xem thôi ha. Vậy là coi như là Lippy cũng đã vượt qua thử thách rồi. Vỗ tay cho Lippy. Thả tim cho Lippy nha mọi người ơi. Thanh thoảng. Hình như lúc nãy là anh Đỗ Hiếu đã có xem đoạn livestream của mình rồi. Chắc là anh Đỗ Hiếu cũng đã thức rồi đúng không? Cho nên là có một bạn cũng có một cái thử thách cho chúng ta là anh đi cover lại Side to Side. À, anh Đỗ Hiếu viết thử thách cho chúng ta là anh đi hãy cover lại bài Side to Side. Trời ơi, anh Hiếu ơi. Wow. Đây là anh Đỗ Hiếu xem mà anh Đỗ Hiếu thử thách lại á. Ok, dạ. Anh đi sẵn sàng chưa? Dạ em cover một đoạn nhỏ thôi nha anh. Chuyện nhỏ. Mày thuộc không? Mày thuộc rap không? Mày thuộc rap cho mày làm Nicki Minaj luôn. Yeah 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 yeah. Rồi, Annie cứ dành spotlight đi. Lippy sẽ buồn support quá, con hết mình em à. Side to Side là của sân khấu của Annie. Buồn quá. Vậy em hát chay hả anh hay là có cần nhạc không? Hát chay hay muốn nhạc tùy bạn thôi. Thôi hát chay đi ha. Hát chay không? Hát chay. Hát không luôn đi. Mọi người comment nói là hát không nè. Chị May rap luôn được không? Chị May rap chung với bài đó luôn được không? Rap đầu thôi cũng được. Các bạn comment nói chị May rap đi nè. Đó. Mọi người đợi một chút nha. Mọi người bắn tim đi cho cái thử thách này bất ngờ ơi. Quá anh Hiếu, anh Đỗ Hiếu ơi, em đầu thích anh rồi đó anh Đỗ Hiếu. Anh đưa thử thách quá hay luôn, em nói thiệt luôn á. Hy vọng là các bạn cũng giống như Đỗ Hiếu nha, tiếp tục đưa những thử thách hay như vậy cho chương trình. Rồi có bạn kêu là MC nhảy theo đen theo ca khúc này thôi. Anh thôi được không anh? Bỏ qua đi. Yeah, nếu mà nhảy là một sắc. Nếu mà nhảy một cái là một là sập sàn, còn hai là bể chương trình luôn. Dạ không sao đâu, tụi em đỡ. Nhiều khi bể bóng mà. Đèn luôn. Thôi. Tụi em cover được. Rồi thôi, nói chung là thử thách hai bạn thì hai bạn làm trước đi ha, rồi có gì MC làm thử thách sau. Tại vì cái đoạn rap này có từ hơi nhạy cảm nên chắc là để dành lần khác à. Lần khác hả? Dạ. Rồi thôi, nếu vậy thì anh đi hát đi nha. Wow. Chị Nhi đang xem. Chị Nhi đang xem mọi người ơi. Này. Ý, đâu, chị Nhi đâu? Có anh Tú nữa kìa. Oh, có anh Tú xem nữa nè. Thôi rồi, được rồi anh đi, đừng đánh chống lại cho qua câu chuyện. Đừng qua trở lại câu chuyện vấn đề đi. Đúng không Nava, đúng không? Dạ đúng. Thấy chưa? Anh lát nhớ đọc câu hỏi của anh Tú nha anh. Anh Tú đâu, câu hỏi anh Tú đâu? Anh Tú nè, Nguyễn anh Tú nè. Rồi. Rồi. Okay, tí nữa hỏi liền. Rồi ok, nhớ rồi. Chị màn hình lại cái nè. Rồi vậy em xin hát chay ca khúc Side to Side một đoạn nhỏ để đáp theo lời yêu cầu của anh nhạc sĩ Đỗ Hiếu nha. I've been there all night, I've been there all day, and boy, got me walking side to side. I'm talking to you. See you standing over there with your body. Feeling like I wanna rock with your body. And we don't gonna think about nothing. I'm coming at ya, cause I know you got a bad reputation. Doesn't matter cause you gave me temptation. And we don't gonna think about nothing. Yeah. This friend keep talking way too much. Say I should cover you up. Can't hear them no curse. I've been there all night. Yeah, yeah, yo. I've been there all day. Yeah. Yo, yo, yo. And boy, got me walking side to side. I've been there all night. Dễ thương quá, rất là nhiều bạn comment luôn. Hay quá chị ơi, hay quá Chế ơi, Chế hát hay quá. Rồi còn có một bạn comment dễ thương lắm. Bây giờ anh đi tỏ tình với May đi.
Thôi cái này em không làm được đâu anh ơi, bình thường hai đứa quýnh nhau không mà. Nghe đâu á là anh Ni với lại May cũng là hai bạn men nhất của nhóm này luôn. Dạ đúng, đúng rồi không? Anh không rất tỏ là tình men được. Luôn đúng không? Tụi em tỏ tình theo kiểu khác được không anh? Kiểu đàn ông được không anh? Kiểu đàn ông, hai đàn ông tỏ tình với nhau á hả? Dạ đúng rồi. Tại hai thành viên còn lại thấy sao? Cho ý kiến đi, được không? rồi hai người tỏ tình với nhau đi. Đứng lên tỏ tình luôn. Cái này vui nè. Trước khi tỏ tình thì cũng cảm ơn những cái lời comment của mấy bạn đã khen Annie hát hay nha. Kamsahamnida, Annie imida. Nè cái này thử thách này là có thật thường mới nói nha. Đó mọi người comment kêu nè, tỏ tình đi. Các bạn nào mà ủng hộ sự tỏ tình của hai người đàn ông men nhất của nhóm Lippy này thì tiếp tục hả tim hoặc là cho Chí Thuận nhìn thấy bình luận các bạn đi. Rồi xin mời hai người đàn ông của nhóm tỏ tình với nhau. Ủa rồi hai bạn đang múa tỏ tình kiểu độc thoại nội tâm đúng không? Nội tâm mình nghĩ sao mình xuất phát ra như vậy thôi. Các bạn thấy cái phần tỏ tình vừa rồi như thế nào các bạn? Để Thuận xem qua các bạn đó phản hồi như thế nào nha. Ngày xưa tụi em tỏ tình mỗi ngày luôn á, nhưng mà lâu quá không có tỏ tình quên cho nên là mọi người bỏ qua. Rồi các bạn ơi, các bạn mà muốn dành thử thách cho Lippy hoặc là muốn nghe Lippy hát nhiều hơn nữa thì bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta hãy share được nhiều hơn nữa chương trình ngày hôm nay. Nếu như mà được khoảng 1.000 share thì Lippy sẽ hát 100 bài luôn. Được không các bạn? Hát từ đây tới tối luôn. Dạ, em sẽ hát từ cho Yuri hát bolero. Cho nên là thôi, các bạn cứ tiếp tục share chương trình đi nha các bạn. Share càng nhiều càng tốt nha. Và Chí Thuận thấy là có rất là nhiều bạn đã gửi tin nhắn để mà đặt những cái câu hỏi cho nhóm nhạc Lippy. Và những câu hỏi này thì chương trình đang tổng hợp lại với nhau để mà lát nữa sẽ hỏi các bạn. Rất là dễ thương, câu hỏi dễ thương lắm. Trong ngoặc kép. Rồi còn bây giờ sẽ là một thử thách nữa dành cho Lippy. Bây giờ Lippy hãy gọi điện cho nhạc sĩ của ca khúc Anh ơi anh à. Wow. Nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng. Giờ các bạn sẽ gọi điện cho anh Huỳnh Hiền Năng. Chắc là tỏ tình đi ha. Tỏ tình đi. Tỏ tình với anh Huyền Năng. Trời ơi. Nói chung tỏ tình phải tỏ tình như thật nha. Tỏ tình như thật luôn á. Kiểu giống như quá. Là thôi cho gợi ý nhẹ nè. Phải tỉnh lên. Kiểu như là anh Năng em yêu anh quá. Sao đó ha. Để cho anh Năng ảnh tin. Chớ rồi anh ơi, em không có làm được điều này đâu. Chỉ có thể đi. Là Yuri thôi. Yuri đi ha, cho Yuri tỏ tình đi. Yuri nãy giờ ít nói quá. Yuri cho. Ủa, nhưng mà bây giờ không cho anh Năng biết là mình đang. Chương trình sẽ mang điện thoại vào để gọi. Mà sợ như lỡ như anh Năng biết đang livestream thôi. Bây giờ chương trình sẽ gọi cho anh Huyền Năng luôn để Thuận cầm cái điện thoại đó để nghe cho nó rõ. Mọi người đang gọi luôn hả? Các bạn đang theo dõi chương trình ngay lúc này sao lại chúng ta hãy comment bình luận thật nhiều trong chương trình Saturday Radio. Bên cạnh đó chúng ta hãy share chương trình này và thật là nhiều share hơn nữa thì chúng Thuận sẽ cho nhóm nhạc Lippy tiếp tục mang đến những ca khúc thật hay cho chương trình. Gọi được không các bạn? À. Bây giờ ai có số Bây giờ nếu như không tỏ tình thì chúng ta cũng có thể là hẹn tối nay đi cà phê và xem phim với nhóm Lippy. Ủa nhưng mà có ai gọi được cho anh Năng chưa anh? À, bây giờ ban tổ chức mình sẽ gọi cho anh Năng đúng không? Gọi xin hoặc là các bạn có số Năng không để Thuận gọi luôn cũng được. Nhưng mà sợ số máy lạ anh Năng không nghe. Thôi bây giờ nhớ mình bạn nào có điện thoại đây bây giờ gọi cho anh Năng đi. Thì có số anh Năng ở đó không? Tại sao lại lưu tên em là như vậy? Why? Tại vì tên em trong Liên Minh là như vậy. Chơi game Liên Minh nữa hả? Chơi game Liên Minh. Tí nữa add nick chơi chung nha. Đừng có chơi game đó. À, sao rồi ạ? À, hình như là hồi trước là cấp kim cương gì đó rồi bây giờ nó đổi lại đó bây giờ thành xuống lại vàng rồi mà bữa giờ bận quá không có chơi được. Có hoạt động. Ôi, anh đang hoạt động gì? Anh gọi anh đang chắc anh đang xem rồi.
Đúng rồi, anh đang chưa có xem. Alo, alo. Đang gọi, đang gọi. Alo, anh ăn hả? Anh ăn hả? Alo. Em Yuri nè. Tại em không có điện thoại cho nên là em mượn điện thoại của chị Nawan gọi điện cho anh. Có gì đâu, anh ăn gì chưa? Có đâu. Tôi thấy mà. Có coi mà. Bể kèo rồi. Bể kèo rồi, hết vui rồi. Thôi hết vui rồi, cho qua. Giả bộ không xem đi. Hết vui rồi. Cho tụi em tỏ tình chút xíu. Anh Đăng đang coi rồi hả? Sao... Số nhỏ nhỏ nhỏ. Nhỏ quá số rồi. Số nhỏ nhỏ nhỏ. Nhỏ lắm anh ơi, không tỏ tình. Thôi thôi bây giờ một trong các bạn ai gọi điện tỏ tình với Thuận đi, Thuận giả vờ như không biết. Wow. Có thể gọi điện cho Thuận rủ đi tới đây xem phim cũng được, giả vờ như không biết. Thôi, nói chung là nói vậy thôi chứ Thuận thấy là có rất là nhiều bạn là kêu nhóm Lippy hát đúng không? Giờ chắc là bây giờ mình sẽ dành tặng thêm một ca khúc nữa cho các bạn khán giả đang theo dõi chương trình nha. Dạ vâng. Và các bạn nhớ là tiếp tục share thật nhiều hơn nữa chương trình Saturday Radio trên King Live để theo dõi chương trình cũng như là theo dõi những cô gái bá đạo, dễ thương, em gái quốc dân giống Lippy. Rồi, các bạn mình sẽ hát nha. Dạ, bài hát tiếp theo tụi em xin hát ca khúc của anh Đỗ Hiếu. Đó chính là bài On Top. I wanna be 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 on top. I whip my hair. I can sit still when you're near. I know you're there. Don't want to share. You think I care, but sorry, you're never there. Tick tock, ring a ring a tick tock. Hip stock, baby, baby, don't stop. Lips lock, you like it a lot. I know I'm saying crazy because you know it's kinda hot. Anh cứ mãi nhìn giữa đám đông, đôi mắt ấy đầy mê hoặc. Anh cứ mãi nhìn theo bóng em, ánh mắt anh đang nghĩ gì? Tell me what you see, tell me what you see. Sống với bao nhiêu người? Baby, tell me do you see, do you see? Một người mà anh bấy lâu tìm kiếm. On fire, fire. Take you higher. Scratch you like a tiger. Ha, well, well. I'm a sire. Babe, I'm a motherfucking fighter. Hãy dừng lại phút chốc. Anh chẳng thể giấu đi. Vị ngọt nào trong em cuốn lấy tâm trí anh. Oh, oh. Hãy gần lại bên em. Anh chẳng thể giấu đi. Một người mà anh tìm trong giấc mơ chính em đó. Yes, I wanna be, boy, I wanna be. Yes, I wanna be, boy, I wanna be. Yes, I wanna be, boy, I wanna be. Yes, I, yes, I, yes, I, yes, I. Yes, I wanna be, boy, I wanna be. Yes, I wanna be, boy, I wanna be. Yes, I wanna be, boy, I wanna be. Yes, I, yes, I, yes, let's go. Anh cứ mãi nhìn giữa đám đông, đôi mắt ấy đầy mê hoặc. Anh cứ mãi nhìn theo bóng em, ánh mắt anh đang nghĩ gì? Tell me do you see, do you see? Em có sống với bao nhiêu người? Tell me do you see, do you see? Một người mà anh bấy lâu tìm kiếm. Hãy dừng lại phút chốc. Anh chẳng thể giấu đi. Vị ngọt ngào trong em cuốn lấy tâm trí anh. Oh, hãy gần lại bên em, anh chẳng thể giấu đi. Một người mà anh tìm trong giấc mơ chính em đó. Hãy dừng lại phút chốc, anh chẳng thể giấu đi. Vị ngọt nào trong em cuốn lấy tâm trí anh. Oh, hãy gần lại bên em, anh chẳng thể giấu đi. Một người mà anh tìm trong giấc mơ chính em đó. I wanna
be on top. I wanna be on top. I wanna be on top. I wanna be on top. I wanna be on top. I wanna be on top. I wanna be on top. Hey, 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 yeah. Rồi thông báo với các bạn luôn là chương trình của chúng ta đã nhận được gần hơn 200 lượt share. Và chú Thuận thấy là có rất là nhiều bạn comment là nhóm Lippy hát ca khúc Son. Nhưng mà nếu như đủ 300 lượt share thì nhóm Lippy sẽ hát ca khúc Son này dành tặng cho các bạn. Cho nên là mình tích cực share nhiều hơn nữa, vận động bạn bè share chương trình nha. Còn bây giờ thì quay trở lại thì lúc nãy mình có một câu hỏi của anh gì đó mà muốn hỏi Nawan đó. Anh đi nhớ không? À dễ nhớ nhớ, em nhớ nhìn trong đầu luôn. Hỏi gì ta? Anh Tú kêu anh MC hỏi chị Nawan là chị Nawan có người yêu chưa? Nawan có người yêu chưa? Dĩ nhiên là không có rồi. Không phải, dĩ nhiên là chưa có chứ không phải không có. Chưa có. Tại sao chưa có vậy ta? Nawan cũng rất là xinh đẹp đúng không các bạn? Quá đẹp luôn, mọi người thấy Nawan đẹp không? Đâu có các bạn comment nè. Nawan nói Nawan chưa có người yêu tin không? Thuận là Thuận thấy đừng không tin rồi đó. Không tin thì thôi anh ơi. Thôi, không tin thì thôi. Nawan ít nói quá ha, mà nói câu nào là đúng câu đó luôn á. Không tin thì thôi, thẳng thật quá ha. Ủa, anh ấy nghĩ sao mà Nawan không có người yêu? Chị Nawan hả anh? Chị Nawan tại vì chị Nawan chỉ thích đồ ăn thôi à, chứ không có thích người yêu. Đồ ăn là thích con mèo. Suốt ngày ở dính rồi. Dính với con mèo ở nhà sao mà có người yêu được. Với lại chị Nawan thích chăm sóc tụi em thôi à, chứ không có thích chăm sóc cho con trai, cho nên không có người yêu. Trời ơi, lý do ế là do là thích mèo, thích dạ. ăn, thích chăm sóc cho Lippy. Dạ. Rồi sao mà thấy Nawan cao cả ngay lúc này quá vậy? Dạ đúng rồi anh. Dạ, nói chung là Thuận chỉ ước gì Thuận là con mèo meo meo thôi. À, anh không thể. Và có những cái câu hỏi dành cho Lippy của chúng ta là các bạn fan nói là các bạn ấy cũng có những cái thần tượng riêng tuổi học trò của mình. Thì không biết là nhóm Lippy mình có thần tượng tuổi học trò nào lúc mà mình còn nhỏ đó, còn tuổi City đó, mình có thần tượng ai không? Ồ em nhiều lắm, để em suy nghĩ. Hồi nhỏ anh sao? Hay là bây giờ mình có thần tượng ai không? Hồi nhỏ thì hay thần tượng các nhóm nhạc của Việt Nam. Ờ, nhóm nhạc Việt Nam. Nhóm nhạc hồi xưa anh. Là nhóm nào bạn kể tên? HAT, rồi nhóm Mắt Ngọc, rồi Mây Trắng nữa. Các chị Mây Trắng. Dạ. Và sẵn đây thì cũng chợt nhớ lại là HAT của chúng ta có ca khúc là phù hợp với lại chương trình luôn, vào chủ đề luôn. Ca khúc gì các bạn biết không? Tuổi City đúng không ạ? Rồi sẵn đây thì các bạn nào các bạn nào mà muốn lắng nghe ca khúc Tuổi Xì Tin của nhóm Lippy cover lại của HAT thì bây giờ thả tim, like và share đi. Rồi, các bạn mình sẽ hát tặng ca khúc này luôn nha. Dạ, ok ạ. Tuổi Xì Tin, cho em 2 giây. Bên cạnh đó là Thuận thấy ở trong bình luận của các bạn là có nói là Lippy ơi gọi điện cho Unify đi. Bây giờ nếu như mà đủ 500 like, 500 lượt share thì Lippy thực hiện thử thách này luôn nha. Oh my god. Trong lúc các bạn tìm nhạc thì Tiếp Thuận cũng tiếp tục cập nhật những câu hỏi. Cho em tình yêu, cho em hồn nhiên, cho em cười. Là tôi si tin. Cho em hồn anh, cho em buồn vui, cho em khóc. Là tôi si tin. Cho em tuổi xanh, cho em mộng mơ, em u sầu. Là tôi si tin. Em mưa chỉ mưa, em ơi thận thơ, em ưa hát. Là tôi si tin. Là tôi si tin. Cho em tình yêu, cho em hồn nhiên, cho em cười. Là tôi si tin. Cho em giận anh, cho em buồn vui, cho em khóc. Là tôi si tin. Cho em tuổi xanh, cho em mộng mơ, em u sầu. Là tôi si tin. Em mưa trời mưa, em ưa hận thơ, em ưa hát. Là tôi. Em là hương, là hoa cho anh thẫn thờ. Em thướt tha, dịu dàng cho anh ngóng nhìn hôn. Làm cho tim anh rụng rơi say mê, cùng đi theo em điệu chà chà chà. Tay trong tay dìu nhau con tim nồng say, đôi ta cùng chớp chớp mắt. Nụ hôn ngây ngô đầu tiên em chưa tận anh khi anh nhìn em. Yeah, yeah. Chà chà chà.
em nhìn anh rồi em chớp chớp chớp, ta cùng chớp nhìn nhau thật lâu rồi chớp, tránh thật xa đừng phá người ta, đừng có làm ngơ, ê đừng làm ngơ. Cha 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 cha, quá dữ luôn. Hát tiếp, hát tiếp đi. Hát nữa à? Thân thơ tiệt em thưa tha, dịu dàng cho anh ngóng nhìn hôn anh say. Em xin tươi hồn nhìn đi trong nhịp phút, em xin tươi hồn nhìn cha cha cha, cho tim anh dừng dây say mê cùng đi theo em điệu cha cha cha. Tay chung tay dìu nhau con tim nồng say, ta cùng chớp chớp mắt. Nụ hôn ngây ngô đầu tiên em trao tặng anh khi anh nhìn em dài. Cha cha cha, cho em hồn nhiên, cho em hồn nhiên, cho em cười. Là tôi si tin. Cho em giận anh, cho em buồn vui, cho em khóc. Là tôi si tin. Cho em tự xanh, cho em mộng mơ, em u sầu. Là tôi si tin. Em ưa trời mưa, em ưa thần thơ, em ưa hát. Là tôi si tin. Rồi lâu quá mới hát lại bài này luôn. Thôi nghe, luôn à. Nghe ở ngoài đã hay, nghe trong đoạn live stream. Ủa thế hả anh? Đó là tôi si tin. Quá hay luôn các bạn, quá dễ thương luôn. Không ngờ là hồi trước giờ gặp Lippy nhiều lần rồi, xem các bạn biểu diễn rồi, ngày hôm nay được ngồi bên cạnh các bạn, thấy yêu các bạn nhiều hơn nữa. Chắc là các bạn Nami của Lippy cũng rất là thích điều này đúng không các bạn? Tiếp tục thả tim, bắn tim và share chương trình nhiều hơn nữa nha. Và các bạn hãy comment bình luận những ca khúc nào mà các bạn thích cũng như là mong muốn Lippy sẽ thể hiện trong chương trình ngày hôm nay thì mình chia sẻ lên luôn nha các bạn. Ca khúc nào mà nhiều lượt chia sẻ nhất cũng như là nhiều lượt bình luận nhất thì Lippy sẽ tiếp tục hát ca khúc đó để dành tặng cho tất cả chúng ta. Còn bây giờ là thử thách của chương trình. Oh my god. Tại sao lại thở vào như thế tại này? Tại sao thời gian thử thách tới sớm quá vậy anh ạ? Còn nhiều lắm. Còn câu hỏi của các bạn Nami gửi về chương trình, câu hỏi dễ thương lắm, đọc sơ rồi dễ thương lắm luôn. Rồi bây giờ mình bắt đầu thử thách nha. Bây giờ sẽ có hai bạn làm thử thách là biểu diễn hình thể, còn hai bạn còn lại ngồi tại đây để lồng tiếng. Bây giờ mình sẽ ra một cái tình huống đi. Một tình huống là hai bạn diễn thử thách á, mình sẽ đóng vai là những cô gái bánh bèo rồi mình sẽ nói một cái chủ đề gì đó về một chàng trai, có thể nói về Thuận cũng được. Bàn tán về ôi anh này đẹp trai quá, rồi anh này ôi dễ thương quá, rồi sau đó và chia sẻ tí xíu về chuyện con gái làm đẹp như thế nào đó ha. Rồi hai bạn ngồi ở đây thì mình sẽ lồng tiếng cho hai bạn kia diễn theo, hai bạn kia chỉ nhếch miệng diễn theo thôi ha. Đây trong nhóm là có sẵn một diễn viên rồi ạ. À. Diễn viên xin à? Mời. Thôi nhưng mà bây giờ rất bánh bèo, mời mấy bạn men men. Men hả anh? Thôi bây giờ mọi người tự chia với nhau đi. Hai bạn lồng tiếng, hai bạn diễn, ai cũng được hết trơn á. Nghe đi, Yuri với lại chị Nawa đi. Rồi trong lúc mà Lippy đang chia sẻ thì Thuận sẽ tiếp tục. Men diễn đi. No. Theo dõi bình luận các bạn nha. No. Các bạn muốn nghe ca khúc nào mình ghi vào đây. Xin mời. Rồi xong chưa? Thống nhất chưa? Dạ ok. Rồi ai là người lồng tiếng? Đưa tay lên. Ủa sao gì? Yuri diễn vậy là người thứ hai đó là anh đó. Không, anh là người mọi người bàn tán về anh thôi hiểu không? Đây là hai người lồng tiếng là phải trong Lippy luôn. Và hai người diễn là trong Lippy luôn. Yuri diễn đi. Ra diễn với chị đi. Rồi đó, ok. Yuri với chị Nau Anh lại diễn đi mà. Ba phiếu rồi đó, xin mời Yuri. Lúc đầu thực ra là tính mời hai cô gái men nhất của nhóm này ra ngoại diễn, đúng không? Hai bạn này men, diễn bánh bèo nó sẽ sai một chút. Tại sao anh biết em không men? Em cũng men lắm hả? Rồi thôi mời em ra đó luôn. Mời em. Em nói chung là mình đứng gần cái chỗ bắt hình đi. Còn những ai mà ngồi trong này là không được bắt hình gắn chịu nha. Dạ, em lồng tiếng được khỏi bắt hình. Dạ, cỡ được nào bắt hình cũng nha. Bị gài hết trơn. Rồi xong. Phải làm sao đây, làm sao đây? Rồi mọi người nhớ là cái camera của mình ở phía đó nha. Mình hướng mặt về phía đó tí xíu. Rồi. Bỏ máy xuống đi chị. Cứ bàn tán rồi tưởng tượng là Thuận đang ngồi ở chỗ camera đó. Rồi nói tí xíu về chàng trai đó đi. Bánh bèo xíu nha. Phải diễn bánh bèo xíu nha. Nếu mà diễn không bánh bèo là cắt làm lại nha. Các bạn theo dõi giùm Thuận luôn nha. Nếu như mà thấy mà hai bạn trong nhóm Lippy chúng ta diễn mà không có bánh bèo á thì nói với Thuận cắt mình làm lại. Được không các bạn? Rồi, hai bạn Lippy chúng ta sẵn sàng lồng tiếng chưa? Ok anh. Dạ. Sao em rung quá. Đâu rất là dễ thương mà. Rồi cứ tưởng tượng có trai đẹp trước mắt đi. Rồi, 2 3. Những cô gái bánh bèo bắt đầu. Ấy Nau Anh à. Gì vậy? Sao? Đi làm tóc ở đâu đẹp quá vậy?
hôm qua mới đi làm tóc nè, trời ơi, làm tóc bên kiểu kia kìa đẹp lắm luôn. Hôm nào dắt đi nhà. Xoay đầu chụp vòng cho tôi coi coi. Trời ơi, làm cái gì mà xoay chụp vòng dữ vậy, một vòng thôi. Hai vòng nè, hai vòng đi. Thôi thôi, xoay nhiều quá tôi không có xoay được mà. Kỳ cục hả? Trời ơi, bữa nay mặc váy ngắn dữ ta. Trời ơi. Trời ơi, thấy chân ta thon không nè đó. Trời ơi, dáng người ta dáng chuẩn nè đó. Chân dài 1m8 nè đó. Nhảy bài à, so an in ma de bác cay cay. Trời ơi, bài của So an in ma de bác. Hay yo. So an in ma de bác. Thôi tôi không có thuộc bài đó, tôi chỉ thuộc bài mới thôi à. Bài Holiday được không? Bài mới ra mới qua hôm qua luôn. Trời ơi, tôi cũng mới tập luôn nè. Ủa vậy hả? Tôi tập luôn nha. Thôi ok ok, vậy đếm nhịp nha. 2, 3 Holly. Ủa, bà kêu tôi nhảy bài Holiday xong rồi bà nhảy bài của Blackpink là sao? Thôi thôi, nhảy bài Blackpink đi, tôi lộn, tôi xin lỗi. Trời đất ơi. Rồi 5, 6, 7 đi. 1, 2, 3, 4. Hít thở, hít thở, hít thở, hít thở. 2, 2, 3, 4. Thôi, từ từ coi mà. Hít thở, hít thở, hít thở, hít thở. 3, 2, 3, 4. Hít thở, 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 thở. U da, u da, mệt quá, mệt quá mấy bà ơi. Trời ơi, trời ơi, ai kêu bà làm cho cố vô chứ gì mệt. Ê, trai đẹp tới kìa, trai đẹp tới kìa. Trời ơi, trai kìa, đâu, 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 trai đâu, trai đâu, trai đâu, đâu, từ từ, từ từ, từ từ, từ từ, chừng té, té, ơi, từ từ, từ từ. Cái anh đang ngồi bắt điện thoại kìa, cái anh đang ngồi bắt điện thoại kìa. Cái đầu vàng phải không? Trời ơi, cái đầu vàng kìa, trời ơi, đẹp trai quá. Trai ở phía trước, trai ở phía trước. Ôi trời. Bà ơi, bà chảy nước miếng kìa, bà chảy nước miếng kìa. Trời ơi, từ từ, từ từ, đâu, đâu, cho mượn cái khăn, cho mượn cái khăn, ôi. Từ từ, lau dùm, lau dùm, lau dùm, nhanh lên. Lau dùm, ôi, cảm ơn nha, trời ơi, cảm ơn nhiều. Nhảy vô điệu thả thính nè. 2, 3. Tha thính đâu chàng, chỉ là một thử thách để em tìm cảm giác an toàn. Trời ơi. Trời ơi, công nhận mình hát hay dễ sợ luôn á ha. Nhảy cũng đẹp nữa, hàng chi ế là phải rồi. Dễ thương quá các bạn ơi. Vỗ tay, vỗ tay. Thả tim đi các bạn. Thường vỗ tay còn các bạn thả tim cho quý vị. Trời ơi, quá dễ thương luôn. Rồi ở đây mà cười muốn xỉu, cười muốn rụng tim luôn. Ôi dễ thương quá trời, dễ thương luôn. Công nhận Lippy đa tài lắm nha. Hát được, nhảy được, lồng tiếng được luôn, diễn được luôn. Trời ơi anh ơi, hồi nãy tụi em tính là hả cho hai bạn nhảy bài xong tụi em đứng ở trong, tụi em sẽ làm nhịp để nhảy nhớ. Nhưng mà cũng có một số bạn comment là nhóm Lippy diễn vẫn chưa có tới lắm. Các bạn nghĩ sao? Có nghĩ là ý định là mình sẽ học diễn xuất lớn sân luôn không? Trời, chắc chắn trong tương lai này Lippy sẽ cố gắng trau dồi những kinh nghiệm để có thể diễn tốt hơn. Anh thấy tụi em như vậy là có năng khiếu chưa? Có. Trời ơi, nhìn tụi em không diễn thôi là nhìn thấy em có năng khiếu lắm rồi. Đẹp là được. Đẹp là được hết. Cảm ơn anh. Rồi các bạn ơi, mình tiếp tục mình thả tim. Cũng như là mình chia sẻ những cái thử thách. Đặt câu hỏi cho chương trình, đặt câu hỏi cho Lippy của chúng ta nha các bạn. Và trước khi chương trình phát động cũng có một cái mini game nho nhỏ dành cho các bạn khán giả theo dõi chương trình cũng như là fan của Lippy. Là nếu như bạn nào thắng mini game đó thì sẽ được Lippy gọi điện thoại trực tiếp cho bạn đó luôn. Wow. Và chương trình cũng xin chúc mừng bạn Phúc Diệp. Và bây giờ thì ban tổ chức sẽ liên hệ với bạn Phúc Diệp để cho Lippy nói chuyện với bạn đó nha. Rồi các bạn còn lại thì sao? Tiếp tục chúng ta viết những ca khúc mà mình muốn Lippy thể hiện trình ngày hôm nay. Tranh thủ nha các bạn. Rồi tiếp tục share và thả tim. Nếu như mà được 1.000 lượt share đó thì Lippy hát 100 bài. Thiệt, này thiệt luôn đó nha. Vậy khi nào mà có đủ 1.000 lượt share anh cho em mượn cái catalog của karaoke 5 số nha. Rồi, chắc là phải mốt làm chương trình karaoke 5 số quá. Mời Lippy hát 100 bài. Rồi bây giờ đang gọi điện cho bạn Phúc Diệp nha. Phúc Diệp ơi. Alo. Alo, alo. 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 Hello. Hello em. Hello, hello, hello. Hello, how do you do? Hello, glad to be with you. And you, and you, and you. Từ từ để người ta trả lời mấy bà ơi. Hello. Hello em. À, em hỏi là hôm nay các chị khỏe không? Nãy giờ em có coi livestream không? Tụi chị khỏe như... Tụi em khỏe, lộn. Khỏe như cái tụi chị khỏe ra. Tụi chị khỏe như là... Tụi là khỏe hơn cái chữ khỏe. Đúng rồi em ơi. Rồi có hỏi gì nữa không em? Dạ, hôm cho
khi mà lớn lên mà không biết cảm thấy như thế nào? Kiểu phóng viên có gì chờ em? Phóng viên đến từ báo nào em? Dễ thương quá Phúc Diệp. Chị, tụi chị cảm ơn câu hỏi của em. Tụi chị và cảm... thật ra thì mỗi người trả lời một câu đi ha. Cảm giác của em nó lạ lùng lắm. Em cũng không biết nó ra làm sao nữa. Nói chung cái cảm giác đó nó chỉ là cái cảm giác thôi. No one nữa. Và giống như mình đang ngồi ở trên roller coaster. Trên tàu lượn siêu tốc. Chị Na Oanh nói là cảm thấy giống như là trên tàu lượn. Dạ. Cảm giác của em nó rất là khó tả. Nó khó tả đến nỗi mà em cũng không thể nào tả được. Thôi em ơi, nếu không tả được thì chỉ tả bằng hình thể đi. Biểu cảm đi. Nó như vậy nè, nó như sao? Nó như vậy nè. Biểu cảm thử thôi. Không, đang lồng tiếng giùm á, đang lồng tiếng giùm mới diễn đi. Nó như vậy nè, nó như vậy nè. À, thấy chưa đờ. Đờ. Yeah, đúng không? Là hạnh phúc quá đó. Rồi em cảm thấy lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Em không biết sao mỗi lần em nhìn mặt đó của mèo là em ra bolero liền luôn á anh. Em không ra bài nào khác luôn á anh. Rapper là cá tính lắm mà tôi biết là bolero. Em không biết, tự nhiên em nhìn cái em hát lòng mẹ luôn là anh hiểu. Tao nhớ tụi em sai quá vậy. Lúc đầu anh nghĩ là gặp mọi người là không có sai vậy đâu, nhưng mà gặp rồi thấy sai quá sai luôn. Phúc Diệp ơi, với câu hỏi vừa rồi của em thì em thấy như thế nào về các bạn các bà các chị trong nhóm Lippy? Dạ em thấy mấy chị rất là em rất vui khi thấy mấy chị thành công được một năm là dễ thương của em. Tiếp tục đi em, đang nghẹn ngào hả em ơi? Đừng khóc anh, cứng của Lippy em quá trời nữa. Sao em em chỉ mong là Lippy sẽ ngày càng trưởng thành hơn, sẽ được nhiều người biết đến. À, ý của em là kêu Lippy ngày càng trưởng thành, bớt nhoi lại, bớt xì tin lại. Dạ. Ừ, dạ. 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 Rất là ngày ngào hạnh phúc lắm. Anh nghĩ là chắc là bạn ấy đã rất hạnh phúc khi mà ngày hôm nay mà được nói chuyện trực tiếp với Lippy như vậy. Dạ. Cảm ơn bé nhiều. Cảm ơn em. Tụi chị cũng cảm ơn những lời chúc của em và hy vọng là em sẽ cùng với tụi chị sẽ luôn luôn đồng hành cùng nhau trên đoạn đường dài, có được không nè? Dạ được ạ. Ok, thank you baby. Cảm ơn em nhiều hơn nha. Cảm ơn bé. Rồi em có muốn nói điều gì nữa không? Dạ em hẹn các chị chiều nay ở nhà văn hóa thanh niên ạ. Wow. Chiều okay. Em ơi chiều nay em là ai thì em nhớ la lên cho chị biết nha hôm. Em đứng ở đâu nhớ la lên cho chị biết nha. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Chiều nay hẹn gặp nhau nhà máy thanh niên luôn. Rồi đây fan cứng. Bye bye em. Dạ. Bye bye. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Chương trình cảm ơn em rất nhiều. Và hy vọng em luôn ủng hộ chương trình Saturday Radio cũng như là ủng hộ nhóm nhạc Lippy nhiều hơn nữa. Rồi các bạn ơi, vẫn tiếp tục bình luận cũng như là đưa ra những thử thách khó hơn nữa và bình luận những ca khúc nào mà các bạn mong muốn Lippy sẽ thể hiện trong chương trình Saturday Radio này. Và bên cạnh đó thì chia sẻ luôn với các bạn, nếu như mà chúng ta đạt được 250 lượt share thì nhóm Lippy sẽ hát bài Son. Wow. Được không các bạn? Bây giờ là mấy lượt share rồi anh nhỉ? Bây giờ là trên 200 rồi đó, gần đạt được cột mốc 250. Lúc nãy thì bạn Diệp Huỳnh cũng có nói là mong rằng là nhóm Lippy sẽ ngày một trưởng thành hơn nữa, ngày được khán giả yêu thích hơn nữa, thì cũng có một số bạn hỏi những câu hỏi liên quan đến cái vấn đề của bạn Diệp Huỳnh. Tôi đặt câu hỏi cho các bạn luôn nha. Dạ vâng. Một bạn hỏi là Lippy luôn trung thành với style nhí nhảnh thì Lippy có sợ khán giả nhàm chán hay không, và bạn đã có dự định đột phá nào hay không? Hồi ý. Hỏi lại nha. Lippy luôn trung thành với style nhí nhảnh xì tin, Lippy có sợ khán giả nhàm chán không, và các bạn có dự định đột phá thay đổi hình ảnh nào khác không? Đó, hai câu hỏi ngắn gọn. 2 giây hỏi ý. Very good, dễ sợ luôn. Mèo trả lời. Đang hỏi mây, not mèo mây. Oh no. Đồng đội của tôi ơi, đừng có nhìn bằng ánh mắt đó hát lòng mẹ nữa giờ đó. À,
Lippy cũng rất là may mắn khi được công ty hỗ trợ và tạo nên một cái hình ảnh rất là dễ thương cho tụi mình từ lúc bắt đầu. Và sau đó thì tụi mình có thay đổi hình ảnh một chút qua một cái cuộc thi, thì phải nói như thế nào ta? Qua cuộc thi đó thì hình ảnh nó trở nên cá tính hơn và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với cái hai MV đầu tiên của Lippy. Nhưng mà tụi mình thấy muốn được trẻ hoài, trẻ mãi. Thực ra là ở trong cái cuộc thi đó tụi em đổi cái phong cách của mình là cũng vì tụi em muốn thể hiện bản thân mình nhiều hơn, muốn thể hiện tất cả những cái khía cạnh mà Lippy có thể làm được để mà gửi đến tất cả các quý vị khán giả. Tại vì tụi em cảm thấy là khi mà mình tham gia được một cái chương trình như vậy thì cảm thấy rất là may mắn. Cho nên là tụi em đã cố gắng làm hết sức mình. Và sau cái cuộc thi đó thì tụi em cảm thấy là wow, thi cuộc thi này xong tụi em lời quá trời luôn anh ạ. Quá trời lời, và khán giả cũng lời nữa. Khán giả lời bởi vì có một Lippy rất là cá tính, dạ, với màu sắc âm nhạc rất là đặc biệt, để cho họ có thể yêu mến và trở thành những người hâm mộ các bạn thực sự. Và chị thường nghe nói là chị Đông Nhi thì cũng khó tính lắm đúng không? Không biết Đông Nhi có đang xem chương trình này không ta? Không biết là các bạn ở nhà chung như vậy với sự đào tạo của chị Đông Nhi thì có bao giờ các bạn cảm thấy là không hài lòng điều gì đó không? Chị Đông Nhi cực dễ tính luôn á anh. Siêu dễ tính luôn. Thì có em chưa thấy ai dễ tính như chị Nhi luôn. Bình thường thì chị Nhi cực kỳ dễ thương luôn. Dễ thương cực kỳ luôn. Nhiều khi tụi em thấy chị Nhi lớn tuổi hơn tụi em mà chị Nhi còn dễ thương hơn tụi em nữa. Nhưng mà chị khi Nhi mà vào công việc nhảnh. Vào công việc nhớ nghe nhớ tới vào công việc nè các bạn. Nghe tới vào đấy, công việc thì sao? Chị vào công việc nhớ ngày xưa nguyên một đám mình đến trễ không? Đó, chị Nhi chỉ cần ngồi và chị Nhi nhìn thôi là tụi em đã im re sợ. Luôn tụi em im re luôn, tụi em sợ luôn cho nên là không bao giờ mà dám chọc cô giáo nữa. Tại vì bình thường cô giáo dễ thương lắm, cô giáo nhiều khi còn nhí nhảnh hơn tụi em luôn á anh. Tụi có em kỷ niệm nào mà các là bạn vừa làm cho Đông Nhi buồn nhất hoặc là khó chịu nhất không? Có kỷ niệm có làm cho chị Nhi khóc rồi luôn á anh. Ồ dữ vậy. Thấy tụi em ghen không? Kể lại sơ sơ đi. Chắc là nhiều bạn thêm vào chương trình chưa biết cái điều đó đâu. Khóc trong hạnh phúc. Yeah. Đây là câu chuyện của một năm về trước. Lúc mà tụi em ngày xưa hả? Tụi em có kỷ niệm đáng nhớ đó chính là được ra mắt trên một cái sân khấu rất là đặc biệt. Và một dịp cũng rất là đặc biệt ở trên phố đi bộ. Thì lúc đó tụi em được sự hỗ trợ rất là nhiều từ phía công ty cũng như là ekip Six Sense. Tụi em còn nhớ là ngày hôm đó tụi em biểu diễn giống như là cả công ty đi xem luôn á anh. Yeah. Mọi người đứng ở dưới, mọi người xem tụi em diễn xong rồi tụi em xuống, mọi người kiểu nhìn ai cũng rơm rớm nước mắt. Xong về đến công ty là chị Nhi khóc trước anh à. Chị Nhi khóc trước xong tụi em không biết chuyện gì hết. Tụi em tưởng đâu chị Nhi bị gì. Chị Nhi ôm bốn đứa khóc xong khóc luôn, khóc theo. Bốn đứa có khóc luôn không? Dạ có. Xong rồi mọi người vào theo, vào sau thì không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng khóc theo. Và khóc theo. Thôi sao tự nhiên các bạn kể câu chuyện này cái thì cảm thấy là không khí nó bị lắng động quá. Thôi vì mình bùng cháy lại đi. Dạ, hôm nay là tuổi xì tin bùng cháy mà. Anh biết sao lắng động không? Tại anh guitar. Anh guitar bớt đệm, bớt đệm nhạc buồn vô nha. Anh đệm nhạc buồn vô, câu chuyện nó anh buồn, nó có buồn thêm nữa. Ừ, drama quá. Anh tăng tính drama chi gì anh? Bớt lại anh. Dạ rồi. Và các bạn thương mến, nếu như mà chúng ta đang theo dõi chương trình á, đủ được 300 lượt share thì nhóm Lippy sẽ hát một ca khúc cover của ca sĩ Mỹ Tâm. Wow. Đó, nha các bạn nha, ráng làm sao được 300 lượt share nha. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ dành tặng một ca khúc mà chứ thường thấy là rất là nhiều bạn yêu cầu luôn là ca khúc Son. Bây giờ mình hát ca khúc Son nha. Dạ. Mình hát nửa bài cũng được các bạn. Dạ. Mình hát nửa bài Son nha các bạn. Dạ ok ạ. Và sau đây thì Lippy xin gửi đến tất cả mọi người một ca khúc mà Lippy đã trình diễn trong chương trình The Remix. Ca khúc mang tên Son. Bước ý trong trình trên con dốc tuổi em, mặt trời tưng tựng lặn dài sau lưng thon, gập ghềnh kịp mấy đoạn trường tất ta tất tưởi bước ý phong sương, ngại ngần ni cái chi nợ nần ni thế gian gì. Non xanh đưa ký thời nước biếc, con trăng vẫn tròn em vẫn son. Ôi à, em sẽ rất
giấc mơ say tình. Say người em thơ, say người em yêu, đêm phơi nón nà em vẫn son. Trên con dốc tuổi em, mặt trời tương tựng lắn dài sau ý lưng thò. Gặp gành kiếp mấy đoạn trường, tất ta tất tuổi bước ý phong sương. Ngại ngần đi cái chi chi, nợ nần đi thế gian gì. Non xanh nước ít thời nước bia, con trăng vẫn tròn em vẫn son. Ia ôi a, em say giấc mơ say tình, say người em thương, say người em yêu, đêm phơi non nà em vẫn son. Ia ôi a, một tràng vỗ tay cho Libby nào mọi người ơi. Hát quá hay. Rồi, đọc một vài comment các bạn nha. Bạn Ngọc Hát có nói là giọng Andy cao vút. Có một bạn Gato với lại bạn Diệp lúc nãy gọi điện thoại nữa. Rồi những bạn nói giọng Ni hôm nay cao quá. Cảm ơn Mi đã. Cảm ơn Ni nhiều quá nè. Và vẫn còn rất là nhiều. Nói chung là toàn là khen Libby không à. Hay quá. Nổi da gà. Now One xinh quá. Yuri hát hay quá. Rồi May, sao May không đọc rap luôn lúc nãy. Sao nhiều nhiều comment của các bạn lắm. Nói chung là lướt chạy không kịp luôn. Và các bạn ơi đừng quên là chúng ta sẽ tiếp tục bình luận những ca khúc mà các bạn muốn lắng nghe nhóm Libby hát. Và bên cạnh đó nếu như mà đủ 300 lượt share thì các bạn Libby sẽ cover lại hit của ca sĩ Mỹ Tâm. Đó. Trong bây lúc giờ này, được mấy trăm lượt share. Trong lúc này thì mình chứ thật cũng biết là nhóm Libby mình vừa ra ca khúc Anh ơi anh à, rất là dễ thương đúng không? Dạ. Và mình sẽ nói một tí xíu về cái ca khúc này của mình nha. Dạ ok ạ. À. Mời các bạn. Dạ. Mình nói đôi nét về ca khúc này đi. Ca khúc Anh ơi anh à được nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng, và khi mà Libby nhận được ca khúc này thì Libby cùng ngồi với nhau với nhau và nghe ca khúc này và cũng thu ra rất là nhiều bản demo để mà có gì chỉnh sửa cùng anh nhạc sĩ. Và cái ca khúc này thì cái ý nghĩa của nó cũng rất là dễ thương thôi, chỉ là những cô nàng kêu gọi những chàng trai hãy cố lên và hãy mạnh dạn tỏ tình với các bạn nữ đi. Lần này thì Libby không có ế như hai MV trước nữa. Cũng có ế không ta? Không, Libby được tỏ tình mà. Quên. Ai tỏ tình gì? Được tỏ tình mà em quên luôn anh. Thôi ơi. Rồi bây giờ chắc là mình sẽ không nói quá nhiều nữa. Cho nên là các bạn cũng nóng lòng là muốn nghe ca khúc Anh ơi anh à rồi đúng không các bạn? Cho nên là thôi bây giờ là nhóm mình hát ca khúc này luôn nha. Yeah. Dạ ok, và bây giờ Libby sẽ trình bày ca khúc Anh ơi anh à của nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng. Hey. Em biết là em xinh đẹp như là bao thiên thần, nhưng mà anh đừng nhìn em mới thế. Lòng em quan ngại nếu mà cứ như thế hoài thì có lẽ con tim em cũng rung động. Vậy nên em sẽ cố làm ngơ để lại trong anh vẫn chưa có ngờ về một cô gái chưa từng quen như vậy thôi. Bạn nghe tin nhắn em làm tin chẳng trả lời đâu dù cho bác sĩ, vì là con gái em nó có thể vội vàng. Này chàng trai ơi hãy cố lên nào, cố lên. Đừng giữ lại anh nhé, vì em đã thích. Chỉ là một thử thách để em tìm cảm giác an toàn. Vì vậy hãy cố lên. Anh ơi, anh ơi, anh à. Cố lên. Anh à, anh à, anh ơi. Cố lên. Anh ơi, anh ơi, anh à. Cố lên. Anh à.
chàng trai ngây thơ và còn rất thật thà. Nhưng mà trong lòng em cần nhiều hơn thế. Em cần trong tình yêu một người hơn thế. Một người nghiêm túc, một người đôi lúc luôn bên em, lo cho em, làm em hạnh phúc. Chỉ cần một chút nữa thôi là em đã thích anh rồi. Nên anh ơi đừng ngần ngại, vì tình yêu là câu chuyện đường dài. Đừng buồn vì em cứ thơ, cứ để anh mãi mong chờ. Là con gái em lại có thể vội vàng. Này chàng trai ơi hãy cố lên. Đó là anh ơi anh à của nhóm nhạc Lippy. Và tin chắc rằng là nếu như chàng trai nào mà nghe được cô gái của mình mà thì thầm anh ơi anh à anh hãy cố lên, như là oppa fighting fighting, nghe như vậy là thôi rồi chắc là sẽ hạnh phúc lắm luôn á. Thuận thấy rồi, rất là may mắn mà được bốn cô gái hát cho nghe trực tiếp như thế này. Các bạn đang ở chương trình cũng rất là may mắn đúng không nào. Và xin chúc mừng các bạn là chúng ta đã đạt được 300 lượt share. Và bây giờ thì nhóm nhạc Lippy sẽ hát một ca khúc hit của chị Mỹ Tâm. Các bạn hát bài gì đây? Chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ hả? Dạ. Rất dễ quá đúng không? Chuyện nhỏ với Annie và Yuri của Lippy. Em nghe em tưởng nó hát bài chuyện nhỏ. Có những lúc chuyện nhỏ tưởng như là khó. Thôi 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 mình đừng đi xa quá, mình quay trở lại đi ha. Rồi hát hit của Mỹ Tâm đi các bạn. Ca khúc hit gần đây của chị Mỹ Tâm là một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng. Ca khúc được mang tên Đâu Chỉ Riêng Em. Và chắc là Annie và Yuri. Nếu mà May thuộc thì hát chung luôn. Mày ơi, sạch lời giùm Yuri. Ok. Mày thường hát chung điểm khúc nha. Và các bạn ơi, đừng quên là tiếp tục theo dõi chương trình và sau đó sẽ share chương trình để cho nhiều khán giả hơn nữa có thể theo dõi một chương trình rất là thú vị ngày hôm nay với những khách mời rất là đặc biệt là nhóm nhạc Lippy. Và các bạn là đừng quên luôn luôn theo dõi chương trình Saturday Radio cùng với rất là nhiều những khách mời, những ca sĩ đặc biệt. Và bây giờ quay trở lại với thử thách dành cho nhóm nhạc Lippy. Và Lippy sẽ hát một ca khúc hit của chị Mỹ Tâm. Sẵn sàng rồi đúng không các bạn? Các bạn có thích ca khúc này không? Hãy cho chú Thuận nhìn thấy những cái bình luận của các bạn đi nào. Đâu chỉ riêng em, đúng rồi các bạn tiếp tục bình luận nha. Anh cứ nghĩ rằng em không biết những điều anh làm đằng sau lưng em. Anh cứ nghĩ rằng em ngu ngốc không hề hay biết những chuyện quan quanh. Những chiếc hôn vụng trộm, những dòng tin nhắn mỗi đêm là lời. Em biết bây giờ anh đã có một người mới, nhưng em sẽ luôn dõi theo và lặng im như không biết gì. Em muốn thấy vai diễn của anh sẽ đi về đâu.
dành riêng em. Anh luôn nói rằng anh yêu mãi riêng một trái tim chỉ mình em thôi. Anh luôn nói mình cùng chung bước, nhưng giờ em biết sẽ không còn nữa. Nuốt đắng cay vào lòng, nuốt dòng nước mắt thâm sâu vào tim. Em ước mong rằng ta sẽ kết thúc ở đây. Nhưng em sẽ luôn dõi theo và lặng im như không biết gì. Em muốn thấy vai diễn của anh sẽ đi về một ai kia nào có hay để giờ đây tình đắng cay, còn đâu tình là mãi mãi. Nhưng em sẽ luôn dõi theo và lặng im như không biết gì. Em muốn thấy vai diễn của anh sẽ đi về đâu. Tự nhiên nghe xong cái Thuận thấy Thuận bị lạc trôi quá. Lạc trôi đi một nơi rất là xa xăm. Đi theo hương hoa luôn anh. Ngày hôm nay chủ đề của chúng ta là gì? Tuổi xì tin mà tại sao trong một cơn mưa bên ngoài như thế này mà các bạn hát hay quá, các bạn nhiều cảm xúc quá đi. Trời ơi, Lippy công nhận là các bạn là thể loại nào các bạn cũng làm được hết. Giọng cổ, bolero, rồi ballad hay là sôi động các bạn cũng làm đúng hết luôn. Quá hay luôn các bạn. Và các bạn thân mến, chúng ta sẽ chia sẻ đôi chút về những dự án sắp tới của mình trước khi mà kết thúc chương trình ngày hôm nay nha. Wow. Dạ, và thời gian vừa rồi thì tụi em cũng có mới ra một cái... mới. Trong thời gian này thì phẩm để dành tặng tất cả các quý vị khán giả. Can I say tìm hiểu kỹ hơn và sẽ thực hiện tốt hơn cái sản phẩm vào cuối năm của mình. Nói chung là các bạn á, có Star nè, cũng theo dõi livestream, rồi cái chị ca sĩ Yến Trang đó, cũng thành viên của nhóm Mây Trắng hồi nào đó mà các bạn hình tưởng tượng cũng đang theo dõi luôn. Đã quá đúng không? Thích quá đúng không các bạn? Và các bạn thưa mến, vừa rồi thì những lời chào đó cũng là những lời kết thúc chương trình ngày hôm nay. Thôi bây giờ mình cùng nhau làm một cái icon gì đó dễ thương để mà nói lời chào tạm biệt với các bạn khán giả đang theo dõi chương trình. Trời nên bíp 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 da. Hồi nãy là gì vậy? Là cho đi đi bíp 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 da là gì? Trời nên bíp 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 da. We are Lippy. À là bây giờ là Lippy anh. À hồi nãy là version Hàn Quốc, giờ mình chào lại cái version Việt Nam nữa ha, cho nó đầy đủ luôn.
mình chờ hai version chung một lúc luôn đi. Dạ, tiếng okay. Việt, tiếng Anh rồi tiếng Hàn luôn nha, lại nha. Và bây giờ là nhóm nhạc những em gái quốc dân Lippy. Trời nè, Lippy. Chào đón hello, chào đón một lần nữa cảm ơn Lippy đã dành một buổi sáng thứ bảy rất là tuyệt vời và mang đến cho chương trình Saturday Radio một không khí rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn sẽ luôn thành công. Và đừng quên theo dõi chương trình Saturday Radio được phát sóng vào lúc 10:30 thứ bảy hàng tuần trên King Live các bạn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người, bye bye. Hey, hey. 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 Hey.